Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, xác minh thông tin về vụ việc nhiều người nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một đám cưới ở phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Cụ thể, sau khi ăn xong bữa trưa vào ngày 1 tháng 5, khoảng 20 mâm, một người trong số 120 người tham dự có biểu hiện sốt nhẹ, ho, khó thở, đau tức hai bên sườn, phải nhập viện vào ngày 4 tháng 5 và tử vong vào sáng ngày 5 tháng 5 với chẩn đoán là nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn, gút. Hiện tại thì khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình hiện đang tiếp nhận điều trị cho 10 người bệnh. Bước đầu kết quả xét nghiệm máu bình thường, đang chờ kết quả nuôi cấy máu. Ngoài số bệnh nhân này thì 8 người có triệu chứng sốt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đã xin chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị. Trong đó đến cuối giờ chiều ngày 6 tháng 5, có 6 người sức khỏe bình thường được xuất viện. Hiện các ngành chức năng tỉnh Thái Bình đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc nghi do ngộ độc thực phẩm này.